Bạn muốn một đôi dép đơn giản nhưng không hề đơn điệu. Bạn muốn một đôi dép tiện lợi, bất chấp mọi thời tiết. Dép thiết kế chính là sự lựa chọn tuyệt vời đó ạ. Như các bạn đã thấy, tôi dùng chìa khóa cà thật mạnh nhưng vẫn không hề chảy xước. Phần đế xuồng cao 7cm, tăng chiều cao tự nhiên và vô cùng duyên dáng. Đế cao su đúc nguyên khối đàn hồi tốt, kết hợp phần nhám độc đáo, chống trơn trượt, bám đường tốt, tự tin sải bước. Với những đặc tính như thế, trong vòng 2 tháng, hơn 1.000 đôi đã được lên đơn. Một sự kết hợp vô cùng sáng tạo giữa phần da mềm mại và phần ánh kim lấp lánh. Sau cùng là hình ảnh đơn dáng, màu sắc tươi tắn trẻ trung, phù hợp diện trong mọi hoàn cảnh. Mời tất cả các chị để lại số điện thoại bên dưới để được tư vấn và nhận giá ưu đãi ạ.